ra ngoài. Nhớ cái anh đó không? Em là bữa mua hết cái số trời chất đó, đây vẫn vô gặp anh này nè. Phải không? Đúng rồi. Không nào. Trời ơi, anh đẹp trai, anh nhớ em không? Quê em hả? Trời ơi, hầm văn giống con Hương quá à. Hương ơi, lại chụp hình đi. Nhớ này không? Đẹp trai chưa không? Chụp mồi đi. Đẹp trai quá, số đâu có. Định không có bán, buồn quá không có bán. Nhớ anh là tin ổn bán. À, nhớ giờ rồi, anh là bác sĩ của con Tuyết làm văn phải không? Thằng vô duyên tao khỏi tiền nào không bị. À nhớ ra rồi, cái anh mà kỳ cho con tiền ở hủ tiếu à. Hủ tiếu ký làm văn cho Minh Tiết phải không? Bán hết rồi. Ông công an quận mua. Trời ơi có 300 vé mà đắt. Rồi đó bán 700. Bệnh tiểu đường nặng quá không có bán. Hôm qua chịu nữa. Thì mai bán thì ship qua bên 92 Trần Đạo nha, bên nhà khoa Tiên Sứ nha. Nói nghe này Trước, chị Trước biết anh này là ai không? Canh bữa mình ăn hủ tiếu ký á. Trời ơi hay quá vậy vậy trời. Nhớ không, bác sĩ làm văn cho Minh Tuyết á. Ê, làm văn cho tôi nữa nè. Gì? Nè. Ở Đặng Kỳ Hòa à. Ổng là. Sao bà tên tên Vũ Huy Phương sao cụ nó kêu bà cu đen kỳ vậy? Bà suối phải không? Ở Đặng thôi á. Bà suối người ta kêu đúng không? Không có đâu. Nó bán nó bỏ đi hoài. Chỉnh ba gì? Nó chéo quay hàm luôn bây giờ. Anh này là anh Hoàng. Anh Hoàng nha khoa găng á, Thiên Sứ á. Hôm bữa là dẫn về chức rồi đi ăn hủ tiếu mì da nó nhớ không? Rồi mạo hết cái số với bà luôn á. Rồi bà còn không? Bà còn gì không? Bà bán nhảnh đi. Bệnh gì dạ? Cái gì? Bệnh gì dạ? Tôi kiếm con bướm. Bướm bà đâu? Bướm đâu dạ? Bán nhảnh đi. Bướm đâu có bán mà vô duyên à. Bướm bướm bà để dưới đâu? Dưới nào? Tám thầy ăn ba mà có bông à, bông hoa bán. Ngày mai tám thầy tháng ba nè, bà có đi đâu chơi không? Không đi bán lại. Ủa, đi bán biết bà quen ai không anh? Hai ông khu một á. Một người là chồng lớn, một người chồng nhỏ đúng không? Mà nói bà có quen khu một không? Để kể nghe, cha đã thấy thèm mực, cha thấy nuốt nước miếng hoài, cha mua hai con mực ăn sao vớt hàm. Có quá về nhà bà ổng hủ luôn, ngồi nhai cái hàm nữa thôi nè. Là hàm dưới bỏ ra đúng không? Ông đó mua khô mực. Trời, ông khô mực ổng còn nói với bả là 8 tháng 3 tặng cho bạn cây bông súng nữa không? 8 tháng 3 qua hồng chứ ai tặng bông súng? Khùng mẹ. Tặng bông súng? Bông đen, bông đen. Trời, cu đen xui ghê. Đừng kêu đen nữa. Đen của ngày xưa chết rồi. Trời biết cu đen rồi trời ơi. Má này xui rồi phải không chị? Ông có qua xui cho tự biết cu đen. Nói ông ta biết cu đen. Chứ bạn có xui không? Hôm nay bệnh hay gì buồn vậy? Bữa nay hết sớm, nay búp bê hết sớm, búp bê bị đau bụng. Ê mày còn thiếu bốn tờ lát cái gì vậy? Tờ gì coi nha, mày thiếu bốn tờ rồi. Chứ rồi vậy số nào? Hết rồi. Lạnh thêm đi. Biết chỗ đâu lạnh. Lạnh thêm đừng chở qua đây nè. Chở đây là chỗ. Ờ qua đây lạnh nè, bà bán cái số 11.000 tờ luôn, bên đây nó lạnh cho bà bán, bà lạnh nhiều lắm, nó tính bà có 13.000 tờ à. Tờ báo quá hả? Rồi giấy số. Giấy số 11.000 mà lãnh 13.000. Bà mua bên đây 13.000 tờ, bà bán tờ bà lỗ 2.000 bà không chịu, sao bà khờ quá vậy trời. Trời, giấy số có 10.000 mà. Tài. Ý là bà mua 13.000 bà bán bà lỗ 2.000. Thôi, mỏ máu không á. Nói chứ mày mốt có làm găng không anh Hoàng làm cho bà hai hàm trên trán đi, mốt về số. Làm vậy thôi đủ. Làm vậy thôi đủ rồi hả? Làm găng đi rồi đi làm gà, tôi thấy bà đẹp á. Ý là làm hủ tiếu gà bán đó, bà suy nghĩ tùm lum tùm la nha. Tôi thấy bà đúng là bà suy nghĩ tùm lum tùm la nè. Giờ bà kể cuộc đời của bà hồi xưa bà đi làm gà cho anh Hoàng nghe đi. Mày đi làm đi. Thằng quỷ không kêu con kể đời xưa đi làm gà tao có làm đâu. Bữa giờ bà nói bà đứng ngoài vườn bông. Tôi đón xe gì đi về chợ qua hầu kỹ, nó nói về hụn đỉ. Nó nói chở bà già hụn vô ăn hai cây bánh tráng đi đừng cho bà về. Cô đen thôi, nó nghe nè, sao lúc này chất đẹp vậy? Bà ăn cái gì nhân sâm á. Sâm gì? Sâm bổ lượng. Đâu có ăn đâu. Rồi mai 8 tháng 3 có hẹn hò đi chơi đâu không? Chắc chất đẹp vậy. Chích thuốc ông nội, làm như còn nhỏ lắm, hẹn trai. Chứ còn đẹp mà. Ai đâu hôn tròn. Ông sửa sang da thấy ông trẻ quá, trông bữa hôm sao xấu quá vậy. Ê, bữa tao mua giấy số giùm khen tại sao bà khép con bướm mà vô ghê lắm má ơi. Gì? Nó hôi mùi gì quá à. Hôi mùi gì đâu má, vô hôm anh à, bà lá cho á. Ghê quá à.
làm nhục tao hoài. Làm nhục gì mà đưa cái chân mà lên thôi, một nước nắm mâm luôn, ghế mẹ luôn. Mỗi cái giò này cái cặn ba. Nè ba ghé lên đầu tôi luôn đi. Đỉ nên nó đỉ miệng quá. Chửi hoài, nhà còn có hai mẹ con mà chưa. Cũng có quen nói cha, cha này đủ má nhớ con mực cho lấy nó đi. Đã tôi nói cha đó mua con mực tôi ăn. Nghe không? Vậy mà lấy con khu mực của bà mà cho ông nướng giùm đi. Khu mực bà đâu? Không có. Trời má tùm đùm tùm la, bữa bà kêu người ta khu mực nướng rồi. Kìa, khu mực. Đủ má mày nghe là nói nha, mày vô con đánh á. Vô đánh đây à. Ngày mai ông đặng cho bà cây bông súng đi. Bông hồng. Bông súng. Bông hồng. Bông súng mới đã má. Mày khùng hả? Có ai cần bông súng? Nó nghe cu đen. Ủa nghe như chi nghe trong đốc mình chạy quá trời. Trời ơi cu đen kìa. Mình tiếc á. Nó nghe. Bị lấy cái lò chứ. Nó muốn sao chuối con ta ra bắt cái lò luôn. Con mình à, mình tiếc sợ á chạy thẳng vô trong lò. Biết nó hát à. Bạn gì không? Mình đến với nhau à. Đến với em đêm này. Lấy lò hay hát say. Nó vừa hay hát say à. Cái nó nhìn cái lò thì luôn. Mình tiếc sợ quá chạy vô trong. Mình tiếc hát say lắm à. Năm nay bà 79 tuổi mà bà còn sống ghê không? Mình tiếc hát say lắm á. Trong đám chị thấy mình tiếc hát say lắm. Bà nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi rồi phải không? Còn chiếc bông. Ê gì bà. Ba này quỷ gì tiều cho tôi đó bà. Năm con mấy á. Ba quỷ mà. Trước đây tuổi dậy thì mà. Đúng rồi tuổi dậy thì nói chuyện á. Bởi vì ba đẹp. Ê làm chân mày không anh Hoàng làm cho bà kìa. Không. Mốt bây giờ lại làm chân mày. Hai chân mày dính với nhau luôn. Giống như là cho Ngu Lan với là Chúc Nữ gặp nhau á. Gì? Hai con mực cũng lộn quái nè. Tại nó cho quýnh chết mẹ hết đi. Bán ơi nó muốn lộn. Trời ơi. Quậy hoài vậy trời. Tán hết chưa? Hết rồi. Tụi nó dành ngày mai chở bà chất đi chơi á. Đi đâu má? Chở Vũng Tàu. Không đi Vũng Tàu tắm biển đi. Không ai mà già với mình mà ngu. Để mẹ hàng đó nó môn mình. Đó nó ngu nó không biết cách. Nó nói heo cá biển. Tôi tưởng là heo cá mập. Đủ má con xích cái phao đâu biết uống nước. Uống đái nó gần chết. Thì ra là mình là con heo cá mập. Nó còn bơ với biển á. Dạ. Nó lường gạt tôi không? Không biết nữa chị. Tại đi xô. Nó xạo á, nó có đi. Dạ. Không biết. Nó có đi á, có đồng đồng là có Minh Tiết. Chị bầu Minh Tiết lên. Hay lắm. Bà môn Minh Tiết đúng không? Là tuổi Minh Tiết mà cứu ai? Ví dụ tôi với Minh Tiết té xong mà cứu ai? À cứu Minh Tiết à. Cứu Minh Tiết. Rồi nè. Tôi với bà là từ đây chấp đế là chắc máu ăn thề. Ê còn 40 nha. 40 tiền dây số tao nha. Để tiền tao đi xe đó. Ủa làm gì làm mà muốn quên 4 lần sáng nha. Hôm qua bán 4 tờ dây số vô chổng ngủ. Em mà thấy bà còn 4 tờ em mảo luôn mà rốt cuộc đâu có sổ đâu. Phải hôm qua xỉu á. Thôi thôi chúc tôi trả mày lại 4 tờ dây số tôi chưa có dò luôn á. Mày để 3 ngày rồi mày chưa dò. Cái không mày gì sổ rồi. Lỡ chúng thì sao? Lỡ chúng thì tụi bà phải đổi. Lớn chuyện rồi. Ờ. Nếu mà chúng thì sao? Chứ tôi chưa có dò. Này giống tao nhỏ quá, mặt giống địa. Trời ơi. Nhỏ như bà ngoại con nè. Kêu bà ngoại đi, ngoại đưa vỏ tiền con giữ cho. Rồi bó tay, làm gì là bó tay. Bà khóc bà cười cho má. Giống quà chèn. Bà chết ngày giết bà chết không con? 8 tỷ tháng 3 đi. Ngày mai 8 tháng 3 tự nhiên qua đây sớm á. Ơi bà hát bài 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 em ra thăm vườn, bữa bà hát qua đây nè. Mùng 8 tháng 3 bà chức đi lên phường. Lên phường lên vườn. Tôi đón xe lên đây bán nè. Có đẻ chở có lên công an phường. Công an phường hỏi con ghen chồng ở đâu, chồng trốn ở đâu. Bà nội mày tao đi bán trễ tao mới kêu chở lên Lan Quế phường, chở lên công an phường. Cô đâu biết công an phường của ông đây. Thằng quỷ sứ đó. Rồi hello mọi người nha. Hiện tại thì Đế Vũ Thu Phương thì trước đang có mặt tại quán 258A Lan Quế Phường. Mong là anh chị em cô dì chú bác mình ở gần ở xa đã coi kênh YouTube của anh Check In Sài Phố nè, Hưng Trần Official nè, LGBT nè, Thu Phương Cái Viên Chiên. Thì mong là anh chị cô dì chú bác mình ở gần ở xa đó, mình nhớ like và subscribe đăng ký. Rồi share chim cho dì chức, kêu người ta share chim cho bà ấy. Đi. Chứ không share chim hơi nó nôi xuống quá sao. Không vậy. Đúng vậy. Like chim á, đăng ký á. Nhấn chuông đi. Kêu người ta nhấn chuông cho bà đi. Không. Chức đẹp chứ. Vậy là ngày mai bà bán ới á nha. Gì? Người ta nhấn chuông mà mới bán cái số được. Mày đi hoài cá mày ế, đủ má công mày chùi với số bà ế.
Bộ ngang ngược dễ sợ luôn á, không có chịu tua luôn á má. Ông công nhiều chất làm răng xong trẻ ra. Thì đó, bả làm răng bả làm gà mà chị. Không có đâu, nó lậy á. Có mà đâu phải làm gà đâu. Sao nghe Phương nói hoài kìa. Hôm bữa bả tiểu đường á, bả vô đường hẻm bả tiểu xong cái đống đèn nó cháy luôn. Không phải nói nghe. Đi qua hậu coi vòng 1, vòng 2 tự nhiên cháy hết đống đèn luôn. Đi qua hậu nè má. Đi vừa hổm á. Năm nay tới bà đi thi nè, bà đi thi qua hậu quý bà đi. Không. Ở bữa trên tàu điện ngầm nó hoàn cái thăng long quá trời luôn. Đẹp không chị? Đẹp. Nè năm sau tới bả nè, muốn đánh ghen kìa. Người ta đâu. Xô bà ra cái chỗ tàu điện ngầm mới vụ nó đứt thắng thì bà đi luôn. À. Còn nó đứt thắng thì bà đi luôn. À, lấy 15 triệu là lỡ tao chết tao đéo biết bờ. Tao chết với cái thì tề. Mày lấy 15 triệu tôi đi. Tôi giữ tiền cho bà mới mất tiền. Mày thôn quá ha. Nói nghe nè má chết rồi chết. Xong rồi tao đâu biết bờ. Thì bà chết là tạm thời thôi, mai mốt hết tập 2 là bà sống lại mà. Đóng phim gì đó. Đóng phim mà. Đóng thấy tao làm con thì tề tao chết nó sống. Nó ôm 15 triệu. Thì tôi giữ cho bà nó thôn quá vậy. Trời ơi. Ê đóng clip đánh ghen đi, giờ đóng clip đánh ghen đi, lấy cái nồi dầu của tôi tạt vô mặt bà. Giờ tao khổng ai nuôi. Bà bổng tôi nuôi bà. Thôi giống như Cẩm Nhung á hả, thôi má biến đi. Cái gì cũng không chịu, bây giờ bà chịu đóng cái gì? Không đóng gì hết á. Bây giờ bà phải đóng, bây giờ bà bị chìm rồi, bây giờ bà hết thoát rồi. Trời ơi, mấy mụ lấy mấy cái cục này ra coi chụp bài chụp viết mà con xỉu hôm qua vẫn còn chụp. Hả mấy ông nội, cứ lại mấy ông nội. Chụp hoài à. Chụp viết không có chắc. Tụi má chụp nguyên một tháng mà không có ai cho được đồng. Rồi, để tối rồi tôi chuyển khoản cho bà. Rồi bây giờ bà muốn bán nó chứ số, bà muốn có một cái. Vậy chúng tôi lấy cắt tôi cho bà nha. Mày còn thiếu 40 á. Nhớ trả nha. Ôi bà nhắc hoài luôn á trời. Hoài em bổ hộp cá nhân kiên trăm luôn đi má. Tăng nào tăng. Bổ ngày 4 tháng 3 bà ăn chứ ai ăn. 8 tây tháng 3 chiều qua mà to 4 tây tháng 3. Thì 4 tháng 3 trước 4 ngày bà ăn hộp 50. Thì bây giờ trừ ngang tôi cho bà 8 ngàn luôn đó. Tôi thiếu bà 42 ngàn. Ăn đâu. Bây giờ tôi thiếu bà nhiêu, tôi thiếu bà bốn tờ số nhiêu. 42 ngàn. Mày đưa tôi 458 ngàn ở đây. Gì? Tôi thiếu bà 500, tôi góp bà ngày 40. Trời ơi, đủ má, tính cái gì cũng chết. Lẽ gì chết? Tính vô cái nào cũng về được chết. Thì 500 mà tôi góp cho bà đủ 500 thôi, tôi đâu có mất tiền của bà đâu mà sợ. Thì bà đưa 400 mấy đây. Không coi, không có càng quét con ơi. Thôi đưa cái vỏ đi, tôi đính tiền. Cái gì vậy? Đưa cái mặt người ta coi coi. Trời hói thồn chị ơi, chị làm em muốn góp cục bị đề luôn á. Mặt nó xấu quá, cho ai phải chụp của vậy em đẹp. Chụp đâu, đang lai chim của nó. Đem xe chim, đang xe chim. Chị em mình cắt đứt từ đây luôn. Vậy là bà sắp tôi xấu bà đẹp đúng không? Đây nè, tao quay lỗ mũi cái coi. Trời ơi, mũi lăn vào lắm á. Ai mũi lần? Nó đẹp về cái đít nó với cái mũi á. Làm gì? Cái đít làm gì? Chị thấy đít nó không? Đít nó nhiêu? Ganh tị với đít phải không? Ganh tị với tôi phải không? Nào đẹp giống Minh Tuyết, hát hay giống Minh Tuyết. Trời ơi, bà nâng Minh Tuyết lên đi, rồi mai mốt Minh Tuyết làm ca sĩ, Minh Tuyết quên, bà không có nhớ bà đâu. Ở đây tôi đi với bà những ngày nắng, những ngày mưa. Nắng bao năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn bỏ tôi. Thấy đọc thơ không? Giờ bà giả tôi là chim khôn lựa cành mà đậu. Gái khôn kiếm ca sĩ mà quen. Trời ơi. Vỗ tay, vỗ tay. Chứ mới quen không hai ông cái kia hả? Có má diễn viên đâm bùng lũng, cô đâu có lấy ai cha đó đâu. Trời ơi, tối ngày cái viên kia hoài à. Giờ bà hát lô tô bà tặng đi. Hát bà... hát lô tô tặng cho cháu ngoại kìa, kêu bà ngoại hát lô tô tặng cho con đi. Không biết luôn. Không biết luôn. Hát đi, hát đi. Trời ơi, hôi cười à. Hát luôn. Đi. Tiếng Thái về chơi gì đó. Tiếng Thái nữa. Trời ơi, cô biết tiếng, cô làm con ông. Colombia, nước da đen xì, hàm răng trắng bóng. Đó bởi vì mà nói ôi da đứa da đen thì nó cu mày đen á. Mấy con nhỏ ngoại má con lại má đâu mấy nhỏ ngoại kỳ mày cu đen cu đen bà suối á má chứ ai kêu suối gì má đây mở đi dài má của bà đồn ra tầm lệ á bà kêu nó cu đen đi bà kêu tôi cu đen mà mốt tôi kêu bà lại bây giờ ông chim đen chứ giờ sao bà kêu người ta cu đen mà khôn quá ha trời tháo ra đi mấy ông nội. Đủ má quay hoài để con cắt mà cứ quay hoài. Đủ má đi cấm bệnh đeo có tiền gặp mấy đứa. Rồi quay đi một chút nữa cho bà hai hộp mực với lại hai hộp cá viên chiên. Văn đâu cà nhai. Đủ má ăn đó hả để cà trộn pháo luôn á. Tôi nhai cho bà. Tôi nhai nhiễm là tôi hút bà ăn. Có nhiều người nói bà sống vì tiền lắm.
Trời ơi, con người cũng sống gì tiền, sống gì. Không có nhiều. Cá lóc, cá chê, cá nào phê. Hê, hey, bắt con nào. Bà bắt con cá nào. Bà bắt con cá chép. Con cá chép đây nè, phải không? Phải mày, con cá ngoài, à, cá ô. Con cá bơi được, con cá ta đi cúng nè. Rồi đi cúng thả cá cho cá. Có không má? 90 thiệt. Nếu mà thả cá đâu nó bậy đâu. Chức giá gì? 90 thả cá tốt. Giái, thả cá biển sông gì. Xui xẻo bệnh hoạn đi dước ra biển. Trời. Cái hên lại em cho nhanh lẹ mặn phát tài đó. Hay vậy trời. Đó, giờ cúng ba chứ quết bỏ trong thùng. Rồi cầu mẹ kiếm ơi. Kiếm thêm một cái tình yêu mới nữa. Kìa anh Hoàng đó là thôi, ba này sao khoái lấy vợ quá, ham vợ quá. Không kiếm kiếm chồng đi chứ có thêm. Thôi kiếm chi vậy ông nội. À, chứ bà không thở kèn. Nó bỏ mẹ. Chứ bà không thở kèn hả? Trời cuộc sống mới có tình yêu nó mới vui. Chứ còn đẹp mà, cái nét của chức còn mà. Thì đó bà mới có 18 tuổi à. 61 tuổi á. Nhiều. 61 mà trẻ vậy trời. Thì đó bên Hiếu bên tình. Ông đi ông hưởng hết mẹ đi ông cứ kêu. Bây giờ bên Hiếu bên tình mà lựa bên nào? Hai thằng ta trâu quýnh lộn trời. Bây giờ bà hát đi nè, hát bài hát bên Hiếu bên tình của bạn Anh Thảo đi. Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao. Khi Hiếu cho em giữ bên Hiếu với bên tình. Vì mẹ cha em dài nắng dầm mưa. Em lấy chồng Đài Loan cho quên về Việt Nam. Lấy lại lon quên về Việt Nam hả, đủ quá mà qua bển hả, chú cháu cắt đi làm vụn chết mẹ luôn. Trời ơi, nói tùm la đó trong bài hát. Trời đó ơi. Ê thôi lon. Anh ngồi có biết ông ta dù không? Ê con bướm mà chết đó nha. Bướm nào bướm chết? Con bướm mà chết thấy gì nó bốc mùi á. Bốc nào hả? Mà chưa có chừng mình lên kìa. Nè nói nghe nè. Bịt mũi là người ta biết túi rồi, đừng có nói. Ông à. Ông nói mấy người mà cả cá tốt lắm. Ông Dư nói mùng chín với dầm em nào thả cá là tốt lắm. Vậy mai dắt cô đen đi thả đi. Thả cá tốt lắm. Rồi giờ kết thúc livestream đi, kết thúc đi. Bây giờ nó gửi lời cảm ơn đến mọi người đã theo dõi, đã xem em. Gửi gì? Gửi lời mọi người đã xem stream của em. Ê! Cảm ơn mọi xem người. Xem em, tự nhiên xem em. Ờ, em cảm ơn mọi người. Bây giờ em hết ép người ta mua rồi. Em hết ép ta mua rồi, vì lúc này em có mối rồi. Em có mối đại gia không á, Long An, Long Xuyên đồ lên không á. Bây giờ em tạ lỗi với mọi người. Làm như chết tạ lỗi. Ý là xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người. Giờ em cho Vũ U Phương giả cho mặt em ba cái. Giả mặt mày đi. Tao kiểu rồi mà kêu giả cho giả. Thôi giả hai cái thôi đó. Thôi mày giả mặt mày đi. Tay mày tay vôi đủ má rồi quýnh vô nằm bầm dập luôn. Quýnh nhẹ. Mấy vụ quýnh rồi vừa. Quýnh nhẹ thôi, quýnh nhẹ. Không. Quýnh thương. Đó chứ bây giờ kêu mọi người thôi bye bye mọi người đi. Mấy bye mọi người tháo mấy cái cục ra trời làm theo ông nội. Thúc lại chim có tiền. Ờ. Tháo vô đi. Trời ơi đủ má đeo hoài à, đeo đéo con tắc tháng nay mà đeo hoài. Ok ok chị. Ấy da. Tháo ra ơi. Từ từ má để đi, từ từ bà gấp quá vậy. Ok cho em qua cái nha chị.